Con nhỏ hồ láo này, mày hãy biến khỏi nhà ta ngay lập tức. Ba mày nói gì cơ? Con là con gái ruột của ba mày mà, không thể láo như thế được. Ta không bao giờ có một đứa con gái hồ láo vô dục như ngươi. Lính đâu, bắt nó. Dạ vâng, thưa hoàng hậu, đức vua. Còn con nhỏ này, đi cho ta. Đừng mà cha, mẹ đừng mà. Ai, thật bực mình quá mà. Nhà thì đúng rõ giàu, nhưng mà không có một đứa con gái nào tử tế. Dạ vâng, nếu hoàng hậu muốn thì thần sẽ tìm cho người một đứa con gái khác ạ. Hử? Thật sao? Ây da, nè cái con nhỏ nghèo khổ này, như vậy mà cũng dám xứng làm con của ta hả? Ây da, tại sao ba mẹ lại đuổi con cũng là con của ba mẹ mà. Ta không có đứa con nào mà nghèo khó ấy, khổ như ngươi. Thôi biến đi, thôi mọi người, vào nhà đi, kể sát con nhỏ này. Ba mẹ đừng có đuổi con đi mà. Các bạn ơi, mình bị ba mẹ đuổi đi mất tiêu rồi, sao bây giờ? Một cô gái kỳ lạ mặc áo tím sao? Ủa, cô là ai vậy? Cô bé này hợp ý ta nè. Lại đây con gái, trời. Ủa, cô là ai vậy? Hả? Ta là ai à? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta có một món quà bí mật dành cho con nè. Hả? Một món quà? Cái gì vậy ta? Đúng vậy, đó chính là... chóng mặt dữ hả? Ủa, tại sao mình lại bị biến thành em bé này? Mình nhớ mình là một cô bé nghèo khổ mà. Ủa, ở đây là đâu vậy? Hả? Ủa, còn cô gái này là ai chứ? Ủa, chẳng lẽ mình đã chuyển sinh rồi sao? Cái gì vậy? Hả? Đúng là một cô công chúa dễ thương. Thật không ngờ hoàng hậu năm nay lại sinh được một cô công chúa nữa nè. Không biết là cô công chúa này có hơn những cô công chúa lần trước bị đuổi khỏi cung điện không ta? Đuổi? Hy vọng là giỏi hơn. Là sao? Ủa, tại sao lại bị đuổi chứ? Hả? Con gái à, sau này con lớn lên nhớ học giỏi, ngoan ngoãn và vâng lời nha. Đừng như những cô công chúa khác, bây giờ không biết số phận của họ đã ở tận đâu rồi nữa. Hả? Chẳng lẽ đây chính là một gia đình phản diện tàn bạo sao? Ai ở đây cũng bị đuổi sao? Gì vậy trời? Cuộc đời mình đã khổ lắm rồi mà còn chuyển sinh vô cái gia đình độc ác này nữa. Không, tôi không muốn ở đây đâu. Con gái ở đâu? Ủa, đây chẳng lẽ là mẹ của mình sao? Cái gì đó? Wow, con gái của chúng ta đẹp quá. Đẹp sao? Đẹp thì làm ăn được gì? Quan trọng là nó có ít hay không? Để xem coi lớn lên nó có mạnh mẽ như tôi không? Còn nó mà cứ vô dụng hả? Cũng như mấy đứa trước thôi. Em à, dù sao á, đây cũng là con gái của chúng ta mà. Sao em lại nỡ lòng nào nói như vậy chứ? Con gái thì con gái. Thì sao? Vô dụng, không làm được trò chống gì. Thì cũng sẽ như những đứa khác. Bị ta đuổi thôi. Không cần nói nhiều. Cái gia đình gì mà cân khẩu chữ gì trời. Thì ra bà ta chính là những nhân vật phản diện trong truyện tranh mình hay đọc sao? Nè người hầu, ta nhắc người nha, lo chăm sóc con bé này kỹ. Ta nhắc cho nhóc biết, nếu mày nhắc vô dụng, không làm được cái trò trống gì, đừng hòng bước chân vào trong cái hoàng gia này, hiểu chưa hả? Hiểu. Thôi được rồi em. Hiểu em. Thôi được rồi. Con bé nó mới chưa còn biết nói nữa mà em nói vậy nó buồn đó. Thôi được rồi người hầu, người cứ ở đây chăm sóc cho đứa bé nha. Ta với lại hoàng hậu đi ra ngoài một chút xíu. Đi thôi. Dạ vâng, vua với hoàng hậu đi ạ. Chú đây nhớ nha, nhớ phải ngoan ngoãn nha. Trời ơi, biết sao giờ. Được rồi, phải cố gắng sinh tồn trong cái gia đình phản diện này vậy. Một phút quảng cáo. Các bạn đã biết tin gì chưa? Đó chính là hiện tại shop hero.vn đang bán Lego của mèo Simmy. Trời ơi nhìn kìa, siêu dễ thương luôn á. Và hiện tại Lego mèo Simmy đang có giá là 90k nên các bạn đừng quên mua ngay để có Lego Simmy trong tay nha mọi người. Truy cập ngay vào shop hero.vn để mua nha mọi người. Mua nha. Tôi cũng phải đi mua một cái mới được. Trời ơi, con chó, mò bé thương quá à. Trời ơi, không có cẩn thận được. Đừng đi lên nào. Ủa? Cái gì đây? Dạ thưa hoàng hậu, là
ơi, chơi cùng với công chúa ạ. Trời ơi, ở đây sao? Ngươi biết đây là đâu hả? Đây là cái cung điện, không phải cái nhà trẻ, ngươi muốn chơi đâu thì chơi. Dạ, vâng, vâng thưa hoàng hậu. Thưa công chúa, mình đi chỗ khác nha, mình đi chỗ khác nha. Chỉ một lần này thôi nha, lần sau mà ta còn thấy công chúa chơi đây á, ngươi biết tay ta. Dạ, vâng thưa hoàng hậu ạ. Đúng là con nhỏ vô dụng, công chúa rồi chứ. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị đuổi thôi. Nhanh lên cho ta. Dạ, thưa hoàng hậu. Công chúa, mình đi chỗ khác chơi nha. Công chúa đi theo tôi nè. Đi. Bà mẹ này thật là độc ác quá đi. Người ta đi chơi một xíu rồi cũng cho nữa. Không cho tôi ra ngoài chơi. Đồ bà chằng. Công chúa, người ở đâu vậy? Tối rồi người đừng đi chơi lung tung nữa công chúa ơi. Công chúa, người đâu vậy? Để coi ngươi kiếm được ta không. Công chúa này, trời thì tối rồi không biết công chúa trốn ở đâu nữa. Công chúa ơi, công chúa. Công chúa đâu ta? Công chúa, tôi còn người ở đâu vậy trời? Công chúa. Công chúa, người leo lên đấy làm chi ạ? Bây giờ mình xuống dưới này đi ha. Xuống dưới này đi công chúa này. Xuống dưới này tôi cho người uống sữa hè. Nhưng mà khoan, chỗ này cao quá vậy. Mình không dám xuống giờ sao vậy? Đúng rồi, mình sẽ khóc. Con gái, con gái của chúng ta kìa. Nè, người hầu có chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ, thưa hoàng hậu, là công chúa leo lên được nhưng không biết cách xuống, không biết có cách nào để giúp cho công chúa xuống không ạ? Nè, con gái để ba xíu nha, ba sẽ lên để đưa con xuống. Cái gì? Ông dừng lại thôi. Này, là con nhỏ vô dụng này nữa hả? Tại sao cô leo lên đây rồi cô bắt tụi tôi hầu để cô xuống đây hả? Là sao? Hả? Đừng có tưởng mình là công chúa muốn làm gì thì làm. Nếu biết cách leo lên được thì tự mà xuống, không quay hầu cô. Em, sao mày nói như vậy? Cái gì? Bây giờ con nhỏ này mà không leo xuống được á thì ngày mai nó bị đuổi, hiểu không? Nhưng mà công chúa còn nhỏ, thưa hoàng hậu. Để tôi đi giúp công chúa ạ. Nè, cô ngồi đầu kia. Nếu cô giúp cô công chúa này, ta chém đầu cô, hiểu chưa? Bây giờ cô lên được thì tự xuống được, không cần biết. Tôi đâu có xuống lên đây đâu. Thưa hoàng hậu. Con gái, con cố gắng xuống nha con gái. Hả? Bé cậu bố cũng vậy sao? Cái gì kỳ vậy? Tôi là em bé mà. Chẳng lẽ mình sẽ ở đây sao? Tại sao không để tôi chuyển sinh thành cái gì chứ, chuyển sinh vô cái gia đình này bất hạnh quá đi. Chẳng lẽ ngồi đây mãi sao? Mình không biết xuống đâu. Làm ơn cứu tôi với, tôi chỉ là một em bé thôi mà. Công chúa, người tìm được cách xuống cho công chúa. Không có muốn xuống được nè, cứu tay nha. Mặc dù tôi có thể bị chém đầu nhưng mà công chúa, tôi rất thương người nên là để tôi giúp công chúa. Công chúa lại đây. Ok. Đây công chúa. Ôi, công chúa lên người tôi. Ok. Xuống nhá. Cẩn thận thôi nha. Đây tôi xuống nhá. Công chúa nhảy vào người. Trời ơi, an toàn rồi. Cảm ơn ngươi như người hầu. Có thể sau này tôi sẽ không còn được gặp công chúa nữa. Nhưng công chúa hãy nhớ rằng là phải ngoan ngoãn và nghe lời nha công chúa. Tôi đi đây. Khoan người hầu. Có chuyện gì vậy ta? Chỉ là giả cứu mình thôi mà. Không được, mình phải đi theo người hầu mới được. Người hầu, đợi ta với. Người hầu rồi ta. Người hầu. Ngươi còn muốn nói gì không trước khi ngươi mất hả? Dạ không thưa hoàng hậu. Ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi,
không được giúp công chúa, mà ngươi dám phản lời ta. Ngươi biết dám phản lời hoàng hậu là cái tội nặng nhất không ạ? Dạ thần biết rồi. Đây là cái kết ngươi phải nhận. Ngươi đâu? Em của ta đã chém đầu, mau! Dừng lại. Mèo à, ta nhất định sẽ bảo vệ cô. Công chúa. Mẹ mama, mama không được làm vậy. Mama không được chém đầu. Người hầu, dù cô ấy giúp con thật, nhưng mà cô ấy không xứng đáng bị như vậy. Tại sao mama làm vậy chứ? Ê ông ơi, ông mấy con nhỏ lại nói gì ông vậy? Sao tôi không hiểu hết trơn vậy? Hả? Ai biết đâu. Nên mama không được đuổi người hầu của con đi. Thật ra thì ta không hiểu con nói gì, nhưng mà có vẻ con đang bảo vệ cô này đúng không? Đúng vậy. Công chúa, cảm ơn công chúa nhiều ạ. Con đó là một cô gái dũng cảm và tốt bụng. Thật ra từ trước đến giờ ta chỉ thử lòng con thôi. Hả? Nhưng mà không ngờ con lại là có một cô gái có một tấm lòng dũng cảm, mạnh mẽ, bảo vệ những người yếu thế. Vậy là bà nội từ trước giờ thử lòng mình thôi ạ? Khoan đã, em nói như vậy có nghĩa là em sẽ không đuổi con bé này nữa đúng không? Tất nhiên, đây là con gái cưng của em mà. Chúc mừng con đã trở thành công chúa trong cung điện này. Trời ơi, cuối cùng cũng trở thành con ruột của người ta, của hoàng hậu rồi. Vậy con chúa muốn... nha. Vậy con có muốn đi ăn cùng mẹ không nào? Dạ có. Rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi nào. Đi theo con gái. Vui quá à. Đuổi ta nè người hậu. Trời ơi, công chúa, người ta mặc váy đó, chạy cẩn thận thôi, từ từ thôi, con gái mà. Dù thằng đúng đứa. Tao biết rồi, tao muốn khoe với mama bộ váy mới mà. Mama. Con gái yêu của mẹ. Dạ, mẹ thấy con mặc cái đầm này dễ thương không? Hả? Ô trời ơi, con gái, đúng là con gái của mẹ, nhìn đáng yêu quá. Con trời gái của bà dễ thương dữ vậy ta. Dạ, hôm nay con mặc đầm mới nè. Công nhận nha, càng lớn càng xinh không? Dạ vâng. Mà ông ơi, sắp tới á, cũng gần gì sắp tới, tí là tôi đi qua bên nước làng bên, có một số công chuyện. Bây giờ ở nhà không ai chung con, ông ở nhà chung con nha. Cái gì? Ở nhà chăm em bé hả? Nhưng mà hồi xưa giờ tôi có bao giờ chăm em bé một mình đâu mà sao tôi biết? Thì bây giờ ông sẽ chăm, trời ơi có gì đâu mà khó đúng không? Thôi bây giờ tôi sắp đi rồi nè, ông nhớ ở nhà chăm em nha. Không, không chăm đâu. Không. Bây giờ ông có chăm không? Không chăm. Mama. Không chăm sao? Hả? Mama. Thôi mẹ đi nha con. Ở dạ vâng. Dạ vâng ạ. Hai người đi cẩn thận nha. Tạm biệt. Vậy thôi mẹ công chúa. Tôi đi nha. Bye bye. Ba đau quá ba trượt tình á, không hiểu sao hôm nay là mama ý trơn, mama đánh nguyên cái cục u luôn nè. Thôi ba đi chơi thôi nào, đi chơi. Đi. Đi chơi thôi. Bây giờ con muốn đi đâu? Đi bơi đúng không? Dạ con muốn đi bơi. Con có cái vào đằng con vịt nè, ba thấy cute không? Dễ thương đó. Dạ con cứ đi bơi đi nha. Ba dạ. Ngồi coi chừng đó. Quá, không được. Bây giờ con mà đi bơi á, con phải có người bơi cùng mới an toàn được. Ba đi bơi cùng con đi. Nhưng mà ba đâu có biết bơi đâu. Trời ơi bơi dễ mà. Bây giờ ba nhảy xuống cái là bơi được liền nhìn con nè. Hai ba. Thấy không? Con nổi được nè. La 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 la. Thôi mà xuống xíu đi có sao đâu. Nó chỉ là nước rồi ba. Nhìn nè. Úp. Xuống xíu đi ba. Ba mà không bơi là con mét mẹ đó. Thôi được, vậy để ba xuống. Dạ. Ý cha, nước lạnh quá, nước lạnh quá. Ba yếu à, trời ba nhảy xuống xíu mà đã sợ rồi.
Thôi con cứ bơi đi, ba ngồi đi chơi thôi. Ba yếu đuối quá, bọn sẽ ngồi bơi tiếp. Bơi bơi bơi, bơi bú 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 bú. Vui quá à. Nha. Trời chơi này chán quá à. Ba ơi. Ủa, ngủ mất tiêu rồi. Ba, chơi với con coi. Trăm người ta mà ngủ như con lợn vậy trời. Xì, có ai? Có bé, bé cúng con kìa. Nhìn em mới dễ thương quá à. Nè, bé cúng con, cậu có muốn đi chơi với tôi không? Hả? À, đúng rồi, chắc cậu đang đói lắm. Để tôi đưa cho cậu cục xương nha. Đừng bỏ tôi. Nè, tôi có cục xương nè. Nè, ăn xương nè. Cúng con dễ thương quá. Cúng con nằm đẹp suốt à. Dễ thương quá trời luôn. Cúng con, bà có muốn chở mình đi chơi không? Có hả? Vậy mình sẽ ngồi lên lưng bạn nha. Đợi mình xíu. Dễ thương quá à. Thấy. Mình ngồi lên lưng bạn cúng con rồi nè. Đi thôi. Trời hay quá. Chạy chạy thôi, chạy thôi. Dễ thương quá trời luôn. Ủa con làm gì vậy con gái? À, ba ơi, có một bạn cúng con chở con đi chơi nè. Ê, trời, dừng lại, trời nguy hiểm lắm á. Sao nguy hiểm được? Con đi chơi đây, tạm biệt nha. Dừng lại. Trời ơi, nguy hiểm lắm đó con gái, dừng lại cho ba coi. Sao mà nguy hiểm được? Bạn này dễ thương lắm ba, yên tâm con đi chơi đó được con gì? Dừng lại. Đi chơi tôi nào, đi chơi tôi bạn ơi. Dừng lại. Ba đang kiểu con gái kìa, bé mưa. Trời ơi con gái ơi, con đâu rồi? Kiếm mà nãy giờ mà không thấy đâu vậy trời. Còn đây, đợi tao xíu nha, để tao xuống. Hãy cha. Hello. Con gái ơi. Bà. Thiệt luôn á, con nghịch lắm luôn á con gái. Mau đi về đi, sắp dễ rồi nè. Thôi, con muốn ngồi chơi xíu nữa. Mới chơi xíu mà ba đòi đi về rồi. Ba chán dữ lạ. Không, con muốn đi về đâu. Thiệt luôn á, đói bụng á, ăn cái miếng bánh rồi. Nhầm. Ô, ba, cái bánh gì mà ngon dữ vậy? Cho con miếng đi, con đói quá trời. Không. Nè. Hả? Nãy ba? Giờ á là con rất là nghịch. Nên là bây giờ ba sẽ không cho con ăn bánh đâu. Vậy là ba có cho con ăn bánh không hả? Không. Nếu ba đã nói vậy thì bánh của con, bánh của con. Ê, bỏ tay ra ba. Trời ơi, cái tay của ba mà đau quá. Tả bánh ra, bánh là của con mà đừng hòng giành bánh của con. Đau quá. Wow, chúng ta hãy cùng phiêu lưu và tìm những con quái vật để tiêu diệt nào, bé cúng con ơi. Wow, bùm bùm chiêu, bùm bùm. Có một con quái vật nữa ở đây, tôi sẽ tiêu diệt bà. Khoan. Ba của mình. Ba ơi, ba có sao không? Hả? Mệt quá đi. Thì ra ba mình rất là mệt luôn á mọi người. Không sao, để con giúp ba nha. Cảm ơn bé cúng con nha. Ôi, bé cúng con ngồi đây nha. Ba ơi, đi nè ba. Ba làm gì nằm đây được. Thôi ba đi hết nổi rồi. Đi không nổi sao? Thôi chị để con kéo ba đi nha. Đợi xíu. Hay cha. Thôi đi về thôi. La 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 la. Con gái ơi, đau quá. Thôi thông cảm đi. Trời ơi, ba thông cảm đi. Đất nó hơi sần sùi xíu nhưng mà chúng ta cần phải về nhà. Mệt quá. La 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 la. Ba mắc cười quá à. Con gái đâu rồi? Con gái. Ơ trời. Hả? Ai, hôm nay chắc là một ngày mệt của ông nhỉ. Hai cho con nhìn dễ thương quá. Thật là đúng là mô cung cô đẹp. 3, 2, 1. Ba hai một ác sơn. Chị lấy cất cười. Chị đừng có cười nữa. Mặt gì đúng chú hề luôn á. Gì vậy?
hồi ghét chứ không nói đâu mà. Em nói như vậy có nghĩa là em sẽ không phạt ca mui nữa đúng không? Tất nhiên. Thầy ơi, thầy ơi, nói em nói để không bé. Rùa bắt gà rẻ nằm ở đâu? Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha.